Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề nghề của bạn đang tạo ra nghiệp gì, tương lai sẽ như thế nào. Các bạn chú ý là nghiệp ở đây có thể là nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu, tùy vào cái duyên mà chúng ta gieo ra, chúng ta đã và đang gieo ra. Trả bài hôm nay là trả bài không chọn tụ bài, trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Trước màn hình là 5 trả bài đại diện cho 5 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là nghề của bạn. Câu hỏi thứ hai là nghề của bạn tạo ra nghiệp gì. Câu hỏi thứ ba đó là tương lai của cái công việc bạn đang làm như thế nào. Hai trả bài cuối cùng ấy, đó chính là những người yêu bạn thì họ thấy, nghĩa là cái hiệu quả công việc của bạn ấy như thế nào, và những người không yêu bạn ấy, không thích bạn ấy thì họ thấy như thế nào nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Trả bài đầu tiên đó là nghề của bạn. Trước hết ấy, là mình thấy dù các bạn làm nghề gì thì mình cũng thấy cái nghề mà các bạn làm có tính chất là từ tiền kiếp. Tại sao mình nói như thế? Bởi vì có năng lượng của The Moon ở đây. The Moon ấy, mình nói rõ ý này nhá, The Moon đại biểu cho tiềm thức, có tiền kiếp. Khi xuất hiện The Moon thì mình có cảm giác như là đây là một cái công việc, một cái nghề mà một là các bạn đã làm từ rất nhiều kiếp sống rồi. Cái này thì mình có nói trong một trải bài mà mình không nhớ là cái trải bài của Huyền Thư Tarot hay Tiệm Tình Yêu, nhưng cái này mình đã phân tích rồi. Đó thì một đó là các bạn đã làm từ nhiều kiếp trước, hai đó là các bạn giống như cái lời nguyện ấy, lời nguyện của mình. Mình phân tích tiếp theo để mình sẽ chỉ cho các bạn thấy trong những lá bài tiếp theo. Một là A of Sua, Queen of Cup, The High Priestess, The Devil, thì mình thấy như thế này. Cái này là mình thấy thôi, mà các bạn nhớ là cái mà chúng ta thấy ấy, cái mà Huyền Thư thấy ấy, thì có thể nó không giống với các bạn. Điều này là đúng. Ví dụ như là bạn cũng là một người có năng lượng tâm linh, có năng lực tâm linh, khi bạn nhìn vào trải bài thì có thể bạn sẽ nhìn thấy cái khác Huyền Thư nhìn thấy. Đó là một lẽ hết sức bình thường. Bạn sẽ cảm nhận, sẽ đọc bài khác với lại cách của Huyền Thư đọc và Huyền Thư cảm nhận tùy với câu chuyện của bạn. Cho nên các bạn có thể, các bạn nghe những điều mà Huyền Thư chia sẻ ấy, chỉ là tham khảo thôi. Trừ những người mà cùng hành trình, giống như là có một cái duyên đặc biệt với Huyền Thư, thì tất cả những gì mình thấy nó đều trùng khớp với câu chuyện của bạn nhá. Đấy. Thì Queen of Cup ấy, The High Priestess, The Devil cho mình thấy một câu chuyện như thế này này. Một là mình thấy một năng lượng là có một cậu bé. Cậu bé này là nam ấy, mà mình thấy cậu bé này rất là đẹp trai, theo kiểu được sinh ra trong một gia đình rất là giàu có. Nhưng mà cậu ấy, các bạn có tưởng tượng là cái kiếp sống ngày trước ấy thì nó có thể rơi vào cái thời kỳ phồn thịnh ấy, vào thời kỳ thuộc chế độ phong kiến ở phương Đông. Mà chế độ phong kiến thì cụ thể là Việt Nam và Trung Quốc, đúng không ạ? Thì cậu này sinh ra trong một gia đình theo kiểu bố mẹ, theo kiểu là một gia đình đại quan ấy, gia đình rất là giàu có. Thì có một người mà mình thì mình không biết là đại quan hay là kiểu triều đình phong kiến, bởi vì cái mình đã nói rồi, cái mình thấy nó có thể thật, nó có thể không thật. Thì các bạn tưởng tượng là ví dụ trong một chế độ, trong kiểu triều đình phong kiến chẳng hạn, thì sẽ có những người ví dụ bị đầy vào lãnh cung thì có thể là cung phi của vua, nghĩa là vợ của vua ấy đó, hoặc là một đối tượng nào đó bị đầy vào lãnh cung thì cậu bé này kiểu giống như là cậu có cái lòng nhân đạo cao cả ấy. Đấy, dùng cái từ nhân đạo cao cả có vẻ hơi văn chương một chút. Ở đấy nghĩa là một cái người có cái tâm nhân đạo từ bi, cho nên là rất là hay đến để trò chuyện với cái người mà bị giam lỏng trong lãnh cung đấy. Thì mình không rõ, mình không nhìn rõ được là cậu ấy trò chuyện hay là cậu ấy hát. Chỉ biết là cậu ấy dùng một cái biện pháp nào đấy, nghĩa là sử dụng cái ngôn ngữ của mình đó, lời nói của mình hoặc là nét vẽ của mình đó, mà mình chỉ thấy nó liên quan đến nghệ thuật. Nghĩa là có thể hát, có thể kể chuyện, có thể nói, có thể vẽ tranh, làm một cái gì đó để cho cái người ở trong, ở đây có thể một hoặc có thể nhiều người ở trong vui. Mình có cảm giác là khi mình nhìn vào trải bài này, mình thấy có một sự bất lực. Đó chính là cậu ấy còn quá bé nhỏ ấy, cho nên không thể làm thế nào để thay đổi mọi thứ, chỉ bằng cách là cậu cố gắng, cậu ấy dùng cái sức lực nhỏ bé của mình, dù là nói chuyện, dù là kể chuyện, dù là vẽ tranh, hát ca, để làm cho những người trong cái chốn lao tù năng lượng của The Devil ấy sống trong một cuộc đời mà riêng bây giờ High Priestess bên cạnh The Devil nó đại biểu cho sự âm u mờ tối ấy. Và những người đấy họ u uất,
họ đau khổ. Vậy thì khi mà cái cậu bé này ấy đến để hát, để vẽ tranh, để nói chuyện, kể chuyện gì đó, thì khiến cho những người đấy, năng lượng của The Devil, năng lượng của Wheel of Fortune ấy, nó đại biểu cho cái sự thay đổi. Giống như là nếu The Devil là bóng tối thì Wheel of Fortune là cái bóng tối được ánh sáng chiếu vào, nó đại biểu cho bánh xe số phận bắt đầu lăn lăn bánh, bắt đầu xoay chuyển ấy, để cho vận trình nó khác đi. Thì cái sự khác nó chính là từ 8 kiếm từ 8 kiếm chuyển thành 6 kiếm và cuối cùng là star. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là từ cái câu hát, lời nói, câu chuyện kể của cậu bé đó khiến cho những người sống trong bế tắc của 8 kiếm này, còn cái The Devil nó đại biểu cho lao tù nhá, ngục tù, thì có sự thay đổi, sự chuyển biến trở thành star, khiến cho họ trở thành giác ngộ, họ trở nên giác ngộ. Các bạn hiểu không ạ? Đó, họ thấy năng họ trở nên giác ngộ và cái nhân quả mà cậu bé này có được đó chính là cái sống này, cậu ấy làm một cái việc gì đó, ví dụ như cậu ấy là một họa sĩ giỏi, một ca sĩ giỏi, một người truyền cảm hứng, hoặc là một giáo viên, hoặc một cái gì đó liên quan đến lời nói của mình đó. Có nghĩa là giống cái kinh nghiệm mà bạn ý tích lại là kinh nghiệm tốt ấy, là nó chính là cái nhân quả từ câu chuyện đấy. Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai là mình thấy năng lượng nữ. Nếu năng lượng nam là như thế nhá, thì mình thấy năng lượng nữ ở đây là ở kiếp trước các bạn là một linh nữ. Giống như các bạn, linh nữ là gì thì mình rất là khó để giải thích, nhưng mình chỉ thấy này này. Thực ra ở trong xã hội phong kiến ấy, những người mà làm nghề bói toán ấy, ở đấy ví dụ như là Khổng Minh, Chiêm Tinh, Tử Vi, rồi là những người bói cỏ thi, bói mai rùa, bói một cái bằng phương pháp nào đó rất được xã hội phong kiến trọng dụng. Thậm chí vua ấy còn có phải có riêng một người như thế cho mình. Thực ra thì xã hội hiện đại cũng như thế, nhưng mà bởi vì chế độ của chúng ta bây giờ là chế độ vô thần, cho nên là người ta có dùng thì người ta cũng giấu đi. Nhưng thực ra thì cũng có những người mà kiểu là những thầy tử vi cấp cao ấy, thuộc diện là họ cực kỳ giỏi, họ vẫn là cái thầy tử vi riêng cho chế độ, cho một số người quan trọng đứng đầu đất nước. Cái điều này là cái điều mà kiểu như là mình vô tình được nghe, và đương nhiên là cho dù không nghe thì chúng ta cũng phải tưởng tượng ra rằng tất cả những người mà họ đang ngồi một vị trí nào đấy, họ có rất nhiều cố vấn, ở trong đấy có một cố vấn sẽ liên quan đến cái phần tâm linh này. Bởi vì thực ra không ai phủ nhận cái phần tâm linh cả. Có thể chúng ta nói rằng chúng ta không tin, nhưng mà chúng ta chứng minh rằng không có cái tâm linh đấy, nghĩa là giữa duy vật và duy tâm thì vẫn chưa ai có thể chứng minh được, đúng không ạ? Và mình tin là một cái người có trí tuệ thì họ sẽ tin là có tâm linh, bởi vì có những điều không ai có thể lý giải được, đúng không? Đấy, nó thuộc về cái đức tin của họ. Thực ra dùng cái đức tin thì không hẳn, nhưng mà nó thuộc về một cái gì đó ấy, mà mình tin rằng người nào có cái năng lượng tâm linh ở bên trong thì họ sẽ tin vào cái điều đấy. Thực ra tin vào tâm linh chỉ là tin vào cái điều tốt đẹp thôi, đúng không ạ? Trước một sự việc, người có tâm linh là người tin vào điều tốt đẹp, thực hành những điều tốt đẹp. Còn người không tin vào tâm linh thì phủ nhận cái điều đó. Và đương nhiên, tôi không tin vào tâm linh nên tôi chả có việc gì, tôi phải sống thế này thế kia, tôi thấy như thế nào tôi hành xử như thế, tôi cảm thấy ra sao thì tôi nói như thế. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Vậy thì cái năng lượng nữ này, họ là một linh nữ, mình có thể dùng một từ linh nữ, thì mình thấy là có thể, mình cũng không biết là nếu mà so sánh với bà Vanga thì nó có đúng hay không, mình không biết, nhưng chỉ biết đây là một người mà họ làm một cái việc gì đó ấy, nó mang tính chất, đó chính là một cái người mà thuộc về cái thế giới giữa con người và thế giới thần linh ấy, các bạn hiểu là như thế. Và họ rất nổi tiếng, họ rất giỏi đấy. Và các bạn biết là rất nhiều người theo kiểu như là phải tìm đến họ để mà hỏi ý kiến họ, xin họ cho một cái thông điệp nào đấy. Thực ra ngày xưa không dùng từ thông điệp đâu, mà giống như một cái lời phán bảo nào đó, một cái chỉ dẫn nào đó, để giúp những cái người đấy đi qua bóng tối, đi qua nỗi sợ, thay đổi được cuộc đời của họ, thay đổi được con người của họ, giúp họ tìm thấy được cái ánh sáng, tìm thấy được niềm tin. Nhưng mình có cảm giác các cô gái này đều là giống kiểu một dạng cố vấn của hoàng gia. Có nghĩa là cái người mà hỏi cô ấy có thể là quan, có thể là vua, nhưng mà cô ấy rất là giỏi đấy, các bạn hiểu như thế. Và cô ấy giữ cái nhiệm vụ đấy, thì khi mình thấy ấy, đến kiếp sống này thì có vẻ như cô không muốn làm cái việc đó nữa, giống như là tôi không muốn làm việc đó nữa, giống như muốn sống một cuộc đời bình yên, một cuộc đời mà, bởi vì các bạn biết linh nữ ngày xưa là gì không? Hầu như những người mà làm nghề đó họ không được lấy chồng đâu các bạn, không được quan hệ với đàn ông. Bởi vì nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà cái người mà không quan hệ tình dục ấy,
thì sẽ giữ được cái thanh tịnh ấy. Và cái thanh, các bạn cứ tưởng tượng là cái gì sâu kín nhất ở bên trong ấy thì phải, thì giống như các bạn nghe một cái câu chuyện, mình nghe một câu chuyện của thời Đức Phật ấy, đó là Đức Phật với sai học sai đệ tử của mình đi lấy nước cho ngài uống ở một cái hồ. Thì đệ tử về thì nói rằng là không không có nước sạch, bởi vì mọi người đang giặt giũ rửa tay rửa chân ở đó ấy. Đấy thì Đức Phật không nói gì. 30 phút sau thì Đức Phật mới nói, mới dặn lại, mới sai đệ tử đi lấy nước tiếp. Thì lần này đệ tử mang nước rất trong về. Vậy thì Đức Phật mới chỉ thấy rằng khi nào ta tĩnh lặng ấy, thì khi nào có sự tĩnh lặng thì tất cả những cái bùn đất bẩn thỉu nó đọng ở phía dưới, đúng không ạ? Đấy, và cái phần sạch sẽ nó nổi lên trên. Thì các bạn sẽ thấy con người của chúng ta cũng như thế. Ví dụ như là bạn ở bên trong bạn đã có thân tâm sân hận chẳng hạn, tâm sợ hãi chẳng hạn, nhưng nếu không có cái gì động vào thì nó vẫn cứ nằm yên ở đó thôi. Vậy thì các bạn phải nhớ là khi mà các bạn hoạt động dục ấy, là nó chạm đến cái phần sâu kín nhất, thì toàn bộ bên trong bạn ấy mà còn có nỗi sợ, có những cái sân si, có là gọi chung là cái nghiệp gì đó bắt đầu nó nổi lên, mà bạn càng quan hệ tình dục với lại những người mà có năng lượng xấu ấy, nghiệp xấu ấy nó càng trồi lên mạnh mẽ, nghĩa là giữa cái nghiệp của bạn nó sẽ tương tác với cái nghiệp của người đấy đó. Cho nên các bạn đã biết được vì sao mà ngày xưa có một cái mối quan hệ gọi là mối quan hệ chui lên. Thực ra thì cũng xin lỗi các bạn, mình không nên đứng vào quan điểm của mình để khẳng định là có chui lên hay không, chỉ có là quan điểm của mình thì mình không tin vào mối quan hệ đấy. Nhưng có một mối quan hệ đặc biệt mà các bạn vẫn gọi là chui lên ấy, mà khi nào các bạn chạm đến nhau theo kiểu là dưới góc độ là gần gũi thân mật về mặt thể xác, thì toàn bộ nỗi sợ ở những cái vấn đề bên trong ấy nó trồi lên. Ví dụ như bạn là một người rất là dịu dàng, rất là đáng yêu, nói chung là rất là tử tế đi, chỉ cần bạn bắt đầu chạm với người đấy dưới góc độ là về thể xác thôi, thì tự nhiên toàn bộ nỗi sợ tổn thương nó trỗi lên, cũng giống như người đấy. Bạn cứ nhìn thấy ở người đấy những cái điều tốt đẹp, nhưng bắt đầu từ khi hai người chạm đến nhau thì bạn phát hiện ra bên trong anh ta có rất nhiều bóng tối, có rất nhiều thứ tầm thường chứ không đẹp đẽ như là bạn nghĩ. Bạn hiểu vấn đề đó không? Tất cả nó do cái gì? Nó do cái dục chi phối. Cho nên là linh nữ ngày xưa, nhất là linh nữ của hoàng gia, thì không được, không không có cái quyền là được lấy chồng, được quan hệ tình dục với nam giới. Cho nên mình ở đây là cái mình thấy, tôi còn đúng hay sai thì mình không khẳng định nhá. Thì ở đây có những người mà kiếp sống này ấy, các bạn muốn sống một cuộc đời bình thường, giống các bạn thử nghiệm trải nghiệm một cuộc đời có đàn ông, có nghĩa là bạn yêu, bạn kết hôn rồi bạn quan hệ với người này người kia. Xin lỗi khi mình dùng cái từ quan hệ với người này người kia ở đây là năng lượng chung, và nó rất ít, cái người này người kia rất là ít. Nhưng mà chủ yếu là các bạn khao khát được yêu, khao khát được giống như được được người khác phái động chạm đến cơ thể của mình. Cái này là mình thấy rất rõ ở đây nhá, động chạm cơ thể của mình, kích hoạt vào những cái phần sâu kín bên trong các bạn. Nhưng ở đây có những người mà sau khi các bạn thử nghiệm rồi, ví dụ như là các bạn yêu xong các bạn kết hôn rồi ấy, các bạn trải qua những cái chuyện đó rồi á, thì bạn mới cảm thấy nó chẳng có gì thú vị cả. Đó, cái điều này là mình thấy nhá, chẳng có cái gì thú vị, giống như là thỏa mãn cái phần mà mình tò mò á. Thì các bạn thấy cái tâm tò mò đáng sợ không? Đấy, thế là bạn thỏa mãn cái tâm tò mò thì tự nhiên bạn thấy không có cái gì thú vị cả, và thế là bạn nhớ nghề. Bạn bạn hiểu bạn nhớ nghề không? Bạn nhớ nghề có nghĩa là bạn nhớ rằng ngày xưa bạn đã từng có một cái kiếp sống như thế, bởi vì sau khi mà bạn yên ổn rồi, bạn không để dục chi phối, thì tự nhiên cái phần do dục nó tác động lên ấy, nó bắt đầu nó chìm xuống, và cái phần bên trong nó trồi lên. Bạn chợt nhớ ra là bạn đã từng làm cái nghề đó. Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai, đó là giống như là có thể vũ trụ cần đến bạn ở một lĩnh vực nào đấy. Vậy thì cái này ấy, nó phải hỏi chính bạn. Ví dụ bạn đang làm một cái việc gì đó, vậy thì cái việc đó thực sự có hữu ích không? Có hữu ích cho nhiều người không? Chứ còn không phải là bạn cứ là làm một cái việc gì đó xong bạn cho rằng là tôi làm cái việc rất là quan trọng ấy, mọi người cần đến tôi, nhưng thực sự họ có cần đến bạn hay không thì chỉ có mình những cái người đó họ mới trả lời được thôi. Còn chúng ta với cái tâm ngã mạn, lúc nào ta chả cho là mình hay, mình tốt, mình đẹp, đúng không? Đấy, thì cái việc mà bạn có làm tốt, bạn có phải là một người giỏi trong lĩnh vực đấy hay không, thì chỉ có những người mà họ giống như là họ là khách hàng, hay họ là người nghe, hay họ là người được chỉ dẫn ấy, thì họ mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng mình thấy ở đây có hai đối tượng như thế, một người là nam giống như mình nói, một người là nữ đã từng làm cái việc đó trong kiếp sống này. Có những người là hầu như các bạn không thích lấy chồng đó, các bạn từ khi sinh ra các bạn đã có năng lượng tâm linh rồi, các bạn sợ đàn ông, các bạn sống một cuộc đời như thế, nhưng trong lòng của các bạn ấy vẫn khao khát một tình yêu.
khao khát một tình yêu. Còn đối tượng thứ hai là các bạn tò mò, rất tò mò về cái việc ái dục ấy và muốn thử. Nhưng mà thử xong rồi thì tự nhiên là các bạn không muốn nữa. Cảm giác như là giống như thử một món ăn, ăn một món ăn mà mình chưa bao giờ được ăn ấy, xem thử nó thế nào. Nên ăn thử rồi thấy không có gì thú vị hết. Và cuối cùng các bạn, một là các bạn chờ các bạn tự nhớ ra và các bạn trở lại với cái nghề này, cái nghề là linh nữ. Giống dùng cái từ nữ pháp sư thì không biết có chuẩn hay không, nhưng mà giống như bạn là một cái sứ giả giữa thế giới tâm linh và thế giới người ấy, thế giới con người ấy. Thứ hai là các bạn được chọn, có nghĩa là đến cái thời buổi, đến một lúc nào đấy thì vũ trụ cần đến sự giúp sức của bạn thì tự nhiên dẫn bạn đến cái hành trình này. Thì đó là cái mà mình ngộ ra được, và mình vẫn nhắc là tất cả những thứ mà mình thấy nó không ai kiểm chứng được là đúng hay là sai, đúng không ạ? Chúng ta nghe để tham khảo thôi nhá. Đó là bài đầu tiên. Mình trả bài nào mình cũng phải nhắc, dù các bạn không muốn nghe thì mình vẫn phải nhắc. Đó là trả bài của Huyền Thư ấy, mình nói khá nhiều, chia sẻ khá nhiều về hành trình tu tập và phát triển tâm linh. Bởi vì nói thật là nếu mà bảo là được được nói chung là mình nói là mình ngộ ra đi, đó là cái việc xem bói ấy, nó không đúng và nó không tốt một tí nào cả với người xem bói. Ví dụ mình là người xem bói mà mình hành nghề đấy thì mình sẽ phải chịu nhân quả, cho nên là mình không xem bói. Và mình hướng cái trả bài của mình tới cái việc là phân tích vấn đề, phân tích và chia sẻ cái hành trình phát triển tâm linh, ở cái hành trình chữa lành ấy, rồi cái hành trình dọn rác ở bên trong để chúng ta tốt lên. Cho nên là những ai muốn nghe cái điều này thì các bạn tiếp tục, còn không thì các bạn có thể dừng lại nhá. Thì mình nói rõ như thế thà theo kiểu là mất một chút thời gian còn hơn là sau đó mình cứ nhận những comment chê bai các thứ ấy, thì nó không nên nhá. Rồi, trả bài số 2 là cái nghề của bạn tạo ra nghiệp gì. Bây giờ mình sẽ phân tích từng lá bài một cho các bạn thấy. Một này, năng lượng của bạn gặp thấp thì ở đây là năng lượng chung, dù là nam hay nữ thì mình đều thấy cái mà bạn đang làm ở đây, có thể là những ca sĩ nhé. Các bạn nhìn thấy lá bài bây giờ khắp vẽ hình một cô gái đang hát say sưa, đúng không? Và nó là năng lượng chung, không chia nam nữ. Hoặc là một người nói truyền cảm hứng, có nghĩa là nó đại biểu cho cái việc là cái tình yêu của bạn, cái trong trẻo hồn nhiên thuần phát của bạn ấy, nó lan tỏa đến mọi người. Và cái mọi người mình nói ở đây chính là bốn cốc và chín kiếm, nghĩa là những người cô đơn, những người đau khổ đấy, những người mà đang phải mang vác rất nhiều gánh nặng, áp lực và nỗi đau. Họ đạt được năng lượng của Temperance, họ cảm thấy bình yên khi nhìn lá bài bây giờ khớp ấy. Và Temperance tự nhiên mình thấy đến những cô gái, những chàng trai đang hát hát ca và nhảy múa ấy. Mình thấy một cái giống như dưới ánh trăng hoặc trên một cánh đồng mênh mông ấy, của những cái năm tháng mà ở một cái thời kỳ hoặc là ở một cái thế giới nào mình không rõ. Mình nói thật là cái đấy là mình thấy thôi, ở thế giới hoặc một hành tinh nào đấy chỉ có hoa thôi, chỉ có hoa và cỏ đấy, và một cái thế giới nó cực kỳ thanh bình. Mình thấy một người hát, một người múa, một cái cuộc đời, một cuộc sống nó tuyệt vời lắm các bạn. Nó giống như một thảo nguyên mênh mông, chỉ có gió, chỉ có nắng, chỉ có cỏ cây, chỉ có hoa lá và tiếng hát và điệu múa của cái nhóm người đấy, có thể là hai người hoặc là nhóm người. Thì giống như bây giờ các bạn đang ở một cái thế giới nó đầy bề bộn, nhưng các bạn thực hiện cái điều đó, các bạn say sưa đấy, và từ cái sự say sưa của bạn thì những người cô đơn, những người đầy áp lực đau khổ, họ đạt được năng lượng của Temperance, đó là họ tìm thấy bình yên, họ tìm thấy sự rỗng lặng bên trong mình và họ cảm thấy an ổn. Tiếp theo là năng lượng của sáu xu bảy kiếm ấy, nó đại biểu cho những cái tính toán dối lừa đó. Các bạn thấy năng lượng của sáu xu ấy giống như là nếu mà nhìn vào cái đại bài này thì mình thấy giống như hai cuộc chiến, hai bên đang chiến đấu với nhau, thì một bên bị hỏng cái công cụ chiến đấu. Nhưng mà khi mình nhìn vào cái đại bài này này thì mình nhìn vào cái thẻ bài này thì tự nhiên mình thấy một câu chuyện thôi, đấy là cái nhìn của mình. Đó là giống như có một người không muốn chiến đấu, như theo kiểu chiêu trò là giống như làm cho cái phương tiện chiến đấu của mình nó bị hỏng đi ấy, để không phải tiếp tục chiến đấu. Thì đi liền với bài kiếm nó vẫn đại biểu cho một cái gì đó dối lừa, một cái gì đó không thật. Đó có nghĩa là bạn khiến cho những người như thế họ nhận ra nhân quả, năng lượng của chất tịt. Vậy thì các bạn biết là cho dù đó là cái lời bạn nói là gì, bức tranh bạn vẽ là gì, hoặc là cái thông điệp bạn chuyển đến là gì, thì bạn cũng có tác dụng, đó là nhìn cho những cái người mà họ đã từng sống sai ấy, sống chưa đúng ấy, sống chưa đẹp, họ nhận ra nhân quả đấy. Rồi có những người cái nai quan bốn kiếm nó đại biểu cho người nóng tính, những người sân si, ở những người mà thích gây sự, thích chiến đấu, thích tranh đoạt ấy, bắt đầu họ tĩnh lặng, họ nhìn về những người thiếu thốn hơn họ, họ
kém cỏi hơn họ và họ mở lòng từ bi. Vậy thì với câu hỏi là cái nghề của bạn đang tạo ra nghiệp gì thì cái câu hỏi này để các bạn trả lời đúng không ạ? Khi bạn nghe một câu chuyện như thế thì bạn thấy bạn đang tạo ra nghiệp gì đúng không? Tốt hay xấu thì tự chúng ta tự cảm nhận nhá. Thì rồi đó là còn riêng với Huyền Thư thì Huyền Thư thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình thì mình không biết là cảm giác của các bạn bởi vì mình cũng là người truyền đạt ở dưới góc độ là một leader tarot thì các bạn cũng đang nghe mình. Còn ở một cái môi trường khác là giáo dục thì cũng có những người học nghe mình, cho nên là cái này thì mỗi người tự nhận ra, tự nhận xét. Còn có thể sẽ có những người khác cũng là một leader tarot hoặc là các bạn đang làm công việc gì đấy, các bạn truyền cảm hứng, các bạn làm những cái việc mà cũng lan tỏa đến mọi người thì các bạn tự cảm nhận nhá. Rồi. Câu hỏi thứ ba đó là tương lai cái công việc này như thế nào? Bốn gậy, The World, bảy cốc. Mình thấy như thế này. Trước hết là mình có cảm giác như là bạn là người, nếu mà xét về cái sự thành công, bạn là người khá là thành công. Năng lượng của bốn gậy và The World. Tự nhiên mình nhìn vào bốn gậy, mình thấy một sân khấu lộng lẫy và huy hoàng. Thì có thể bạn làm cái việc gì đó liên quan đến nghệ thuật, hoặc nó chỉ đơn giản nó đại biểu cho cái việc là cái mà bạn làm ra ấy. Giống như đơn giản mình lấy ví dụ từ chính mình thôi. Ví dụ nếu như mình là bốn gậy chẳng hạn thì mình khi mình đã ngồi mình trải bài ở đây, sau đó thì có rất nhiều người nghe và trong những người nghe đấy sẽ có người khởi lên lòng biết ơn, khởi lên cái năng lượng vô cùng vui vẻ đấy. Có nghĩa là cái bốn gậy đó chính là như thế, đầm ấm này, vui vẻ này, yên vui này, giàu có này, mà cái sự giàu có nó đại biểu có tinh thần ấy. Thì các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đi dạy mà học sinh ở dưới cảm thấy rất là nghe những cái lời bạn giảng cảm thấy rất là biết ơn, rất là quý cô chẳng hạn. Các bạn là một bác sĩ giỏi chẳng hạn thì người người bệnh thấy bạn giống như là gặp bác Hồ đúng không? Hay các bạn là một ca sĩ, một diễn viên thì tất cả mọi người khi nghe bạn hát thì họ cảm thấy vô cùng yêu đời, giống như mình thấy một show sân khấu lộng lẫy huy hoàng, tất cả đều rất là đẹp và giàu có. Mà cái sự giàu có ở đây nó đại biểu về mặt tinh thần. The World giống như là mình thấy hình ảnh của một cái người đang biểu diễn ấy, say sưa đấy. Khi mà các bạn đứng ở trên bục giảng các bạn cũng đang biểu diễn đấy. Có ai mà dạy dạy mà nhất là dạy văn và dạy sử ấy mà các bạn hóa thân vào cái nhân vật của mình ấy, các bạn giống như là các bạn lên đồng ấy trên bục giảng không? Thì nếu mà bạn làm được như thế thì bạn chính là The World, giống như bạn quên hết tất cả mọi thứ. Cũng có những hôm mà mình trả bài mà mình cũng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, thì cho nên là với có cảnh mà mình nói nhiều ấy, nói nhiều và nói vội, nói vàng, nói nhanh đến mức mà người khác họ bảo là một số bạn bảo mình nói mình thở hồng hộc với lại nghe mình thở mà phát mệt vân vân. Nó chính là như thế đấy, nghĩa là khi mà người ta say sưa người ta quên hết tất cả mọi thứ đi, nó chính là The World. Đó. Thì mình thấy như vậy, nhưng mà bạn lại không tin vào chính mình. Cái điều quan trọng chính là như vậy, năng lượng của bảy cốc. Nghĩa là cái mà người khác đánh giá và cái mà người khác mà cụ thể là vũ trụ ấy, đấy cho bạn thấy là bạn chính là bốn gậy, bạn chính là The World, nhưng bản thân bạn thì lại không tin vào chính mình. Bảy gậy giống như bạn cứ băn khoăn tự hỏi rằng không biết là mọi người nghĩ thế nào về mình. Rồi mình nói có hay không, mình hát có hay không, tranh của mình vẽ có đẹp không, rồi là phương pháp chữa bệnh của mình có hiệu quả không, vân vân đấy, lúc nào cũng băn khoăn như thế. Thì vũ trụ nói rằng cái năng lượng của AM1 ấy, bạn giống như một đốm lửa, một ánh sáng giúp cho những người năng lượng của tám kiếm ấy đang trong cơn bế tắc họ tìm thấy lối đi. Đó có nghĩa là từ cái băn khoăn của bạn thì vũ trụ cho bạn câu trả lời như thế, và với cái năng lượng đấy thì tương lai các bạn sẽ thấy thế nào? Tương lai chính là những gì mà hiện tại đang tích lũy và góp nhặt đúng không ạ? Vậy thì nếu hiện tại của bạn là cái Nine of Cups, nghĩa là tất cả bạn làm công việc của mình ấy với tất cả cái niềm say mê. Mình thấy ở đây có những người mà khi các bạn làm một cái gì đó ấy, các bạn có một khát khao rất lớn, đó là các bạn mang trước gốc tình yêu. Ví dụ như các bạn tưởng tượng là bạn là một cô giáo chẳng hạn, thì khi bạn đứng trên bục giảng ấy thì các bạn cảm thấy rằng tất cả các bạn mong ấy, tất cả kiến thức của mình nó nằm trong chiếc cốc ấy, mình lan tỏa đến mọi người. Hay là bạn là một ca sĩ, một diễn viên thì các bạn mong lời ca tiếng hát của mình rồi cái sự diễn của mình ấy nó giống như chiếc cốc mà bạn lan tỏa đến mọi người, giống như bạn cháy hết mình ấy, thì cái đó nó chính là nhân. Và quả là gì? Là Queen of Pentacles, nghĩa là quả đây nó đại biểu cho sự ổn định. Thậm chí là các bạn thấy cái hình của một nữ vương đang ôm chiếc đồng xu, đang ôm cái đồng xu đứng ở trên cung điện ấy, nàng rất lộng lẫy, rất là xinh đẹp và mọi người nhìn về nàng, nghĩa là mình thấy qua lá bài thẻ bài tự nhiên mình thấy thôi đấy, mọi người nhìn về nàng với tất cả sự chờ đợi, tin tưởng. Năng lượng khi nào qua nó đại biểu với sự tỏa sáng, nghĩa là thành công. Cho nên với câu hỏi đó là nghề nghiệp của bạn trong tương lai là gì, thì mình nói thật rằng nếu mình thông qua cái thẻ bài này
mà mình khẳng định là bạn sẽ thành công thì đấy là phiến diện. Nhưng mà nếu như mình nói rằng bạn tin tưởng vào những gì mình đang làm thì bạn thành công như thế này thì đó là chính xác. Cho nên dù Huyền Thương có nói như thế nào không quan trọng bằng cái điều bạn nghĩ, đúng không ạ? Bạn phải tin vào chính mình. Và các bạn biết không, có những người họ không giỏi đâu. Nếu mà chuyên môn thì mình không dám nói bởi vì mình có thuộc về chuyên môn đâu. Nhưng mà nói một chút về về thế giới của showbiz á, mình biết có những ca sĩ là nữ, nói thật là mình không thấy hay bởi vì mình nghe không phải bằng chuyên môn mà mình nghe bằng trái tim của mình, đúng không ạ? Nên mình không thích. Nhưng mà giới chuyên môn thì đánh giá rất là cao, đúng không? Đấy, vậy thì nếu mà các bạn phải hiểu rằng nếu mang ra một cuộc thi thì có thể cái người đấy họ đạt giải, nhưng khi mà các bạn thực hành nghề, giống như là đơn giản như là các bạn đang bán giọng hát, lời ca, các bạn bán trả bài của mình ấy, bán cái kiến thức của mình, vậy thì nó không nằm ở giới chuyên môn nữa mà nó nằm ở người nghe của bạn. Cái thành công nó chính là như thế đấy. Chứ các bạn phải hiểu một điều rằng cái năng lực của bạn nó chiếm một nửa thôi. Còn một nửa nó sẽ là gì ạ? Một nửa nó chính là cái cách mà bạn, cái năng lực chạm đến trái tim của người nghe của bạn. Cái cách mà bạn tạo hình ảnh, bạn tạo thương hiệu cá nhân, bạn đến gần với lại người nghe của mình, họ đến gần với khách hàng của mình, đến gần với cả những người gọi là cái đối tượng hợp tác với bạn, nó chính là một nửa của sự thành công, đúng không ạ? Cho nên là thực ra nếu nói về sự thành công ấy, nó vô cùng lắm. Nói về cái sự giỏi hay là không giỏi ấy, nó cũng vô cùng lắm, bởi vì nó thuộc vào cái đối tượng. Ví dụ bạn là một người bán hàng đi, vậy thì đối tượng mua hàng của bạn chính là đối tác của bạn. Ví dụ như là ông chủ nhà đấy, ông chủ cũng không ưa bạn, ông không thích bạn, nhưng ông vẫn phải sử dụng bạn là bởi vì sao? Khách hàng rất là yêu mến bạn, khách hàng muốn được bạn chăm sóc, muốn được bạn bán hàng cho họ. Đó, cái thành công ta phải hiểu rộng ra như thế. Thì khi mà bạn hiểu rộng ra như thế ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là cái đối tượng chính, cái đối tượng mà bạn làm việc chính là khách hàng của bạn. Và chỉ cần họ yêu mến bạn thì ông chủ không ưa bạn vẫn buộc phải sử dụng bạn. Các bạn hiểu không? Thì khi chúng ta hiểu cái điều đó, ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi thứ nó chỉ là một cái gì đấy thử thách thôi, đúng không? Đấy, chỉ cần chúng ta xác định được cái mục tiêu đối tượng của chúng ta là gì thì tự nhiên chúng ta sẽ gọi là cái để đến với thành công rất là dễ nhá. Thì đó là câu hỏi số 3. Rồi, vậy thì đây là trải bài tương lai của bạn như thế nào thì mình đã nói rõ rồi nhá. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi thứ 4. Đó chính là những người yêu bạn ấy, lý do vì sao họ yêu bạn. Thì chúng ta thông qua cái trải bài này để chúng ta biết được cái điều mà chúng ta khiến người khác yêu như thế nào để chúng ta phát huy. Đó, những người mình thấy, dù bạn là một người trải bài tarot đi, đơn giản thế, hay một giáo viên, một bác sĩ, một ca sĩ, một diễn viên, hay là một người làm bất cứ một công việc gì, thì cái đối tượng của bạn chính là năm xu. Đó, cái bạn chạm đến trái tim của mọi người chính là những người cô đơn, những người đau khổ, những người thiệt thòi, những người đang được giúp đỡ, đang cần được giúp đỡ chở che. Đó, mà người đó ở thế giới này nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. Cho nên tại sao bây giờ thế giới lại cần nhiều người chữa lành đến như thế, đúng không? Cho nên là nếu như các bạn là một ca sĩ, là một nhà văn, thậm chí là một nhà văn nhá, đấy, thậm chí là một họa sĩ, mà các bạn bắt được cái điều này và các bạn thổi nó vào trong tác phẩm của bạn thì các bạn thành công rất là dễ, bởi vì thế giới bây giờ không cần nhiều người thành công đâu các bạn, không cần nhiều người giàu có đâu, mà cần người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết chạm đến trái tim của những người cùng khổ. Thì năm xu chính là như thế. Và bạn chính là cái người năng lượng của The Hierophant ấy. Tự nhiên mình thấy hình ảnh của một cái người mà dù bạn làm nghề gì thì bạn cũng có cái tố chất của một người thầy thuốc, của một bác sĩ. Đó, giống như một người dẫn chữa bệnh cho họ bằng tinh thần. Năng lượng King of One, bạn chính là một ông vua truyền lửa. Bạn mang ánh sáng, mang tình yêu, mang sự ấm áp của bạn truyền đạt đến mọi người. Đó, ở đây mình thấy là ở đây xuất hiện cả King of One lẫn Queen of One, thì có nghĩa là có hai đối tượng cả nam và nữ ở đây. Thì nếu mà nam là ông vua gậy, nghĩa là bạn không chỉ thành công ở trong cái lĩnh vực bạn làm bằng cách là bạn giống như một vị bác sĩ ấy, đấy, kê những cái đơn thuốc tinh thần cho người nghe, cho khách hàng của mình, đồng thời bạn cũng là cái người mà bạn hành động nhá. Ông vua gậy là ông vua của hành động.
Ông vua của chỉ huy, ông vua của kế hoạch, của lập trình. Và bạn giống ông, các bạn biết là cái sự quyến rũ của ông vua vua vậy là như thế nào rồi đúng không? Ông ấy rực rỡ hào quang như một ngọn lửa đấy, và cái vẻ đẹp của ông chính là vẻ đẹp của gì ạ? Vẻ đẹp của những gì mà ông ấy làm được. Ví dụ như là một, các bạn có tưởng tượng ông vua gậy là một ông vua tiên phong, và cái ông vua tiên phong đấy trước hết phải là một người đầy dũng khí đúng không ạ? Đầy dũng cảm, phải giỏi, phải tài thao lược ở trên chiến trường, phải trở giống, các bạn tưởng tượng mỗi một cái hành động, một cái hành động của ông ấy đều đẹp đẹp ấy, đều dũng mãnh, đều đẹp, đều khí chất, đều anh hùng. Thì năng đó chính là King of One, có nghĩa là bạn ghi điểm bằng cái phong cách của bạn, bằng cốt cách của bạn, bằng những gì bạn làm được, bạn xây dựng lên một cái thương hiệu cá nhân tuyệt vời ấy, để khi nhắc đến bạn, khi nhắc đến đến bạn là bạn đại diện cho một cái thương hiệu nào đấy, bạn đại diện cho một đặc điểm, một tính chất nào đó mà không lẫn với ai được, đó chính là King of One. Đó, Queen of One ở đây là mang năng lượng của nữ, mà nữ là Queen of One thì đẹp, một cái vẻ đẹp mà nói chung là nếu mà đo về cái vẻ đẹp hình thể thì nó vô cùng lắm đúng không? Đấy, cái vẻ đẹp giống như một cái câu nói là vẻ đẹp không nằm trên trên đôi má của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Cho nên là nếu mà nói về vẻ đẹp thì chỉ nó không chính xác, nó không có một cái đặc, một cái tiêu chuẩn nào chính xác cả. Mình thấy Queen of One là đây là một cái người nữ rất là dịu dàng nhưng lại đáng yêu. Cái nào cần kiên quyết thì kiên quyết, cái nào cần hành động thì hành động, còn không thì nguyên chỉ nàng chỉ mỉm cười thôi thì nó đã đủ đẹp rồi. Nó Queen of One chính là như thế, nghĩa là cái đẹp truyền cảm hứng, cái đẹp khiến cho người ta cảm thấy rằng nàng chính là biểu tượng của sắc đẹp, của bình yên và của hạnh phúc, và khiến cho họ cũng muốn được như nàng. Đó là đó đó là như vậy. Chín xu Three of Trang thì mình thấy đây này, ngoài những cái người mà họ yêu bạn ấy, họ yêu bạn là những người có năng lượng của năm xu ấy, thì có cả những người của chín cốc, nghĩa là những người có tình yêu bản thân. Họ cảm giống như những người mà họ đầy đủ tình yêu bản thân rồi, thì bạn chính là cái nguồn năng lượng thúc đẩy họ trở về với bản thân, biết yêu thương bản thân mình, biết sống cho bản thân mình, biết làm cho mình đủ đầy hạnh phúc. Một đối tượng yêu bạn nữa là năng lượng của Trang, là những người rất tài giỏi. Và các bạn phải hiểu là những người tài giỏi, mạnh mẽ, những người biết xử lý, nghĩa là giống cái lá bài Trang vẽ hình của một cái cô gái, một cái người đàn bà. Đấy, người bà già thì đúng hơn. Các bạn nhìn thấy mái tóc bạc của bà ấy là biết là bà là một người rất là khôn ngoan, và bởi vì có đủ sự khôn ngoan trải nghiệm ấy thì bạn mới có thể, thì bà ấy mới có thể dẫn dắt được con sư tử. Nó đại biểu cho một người rất từng trải, đã trải qua đủ sóng gió của cuộc đời, và họ đạt được đến thành công nhất định thì họ rất là yêu bạn. Bởi vì giống như họ đạt đến một cái tầm ấy, mà các bạn biết không, chỉ có những người có một trái tim lớn đấy, có một trầm tầm trí tuệ nhất định thì họ mới có thể yêu được những người kém hơn họ hoặc bằng họ. Còn tất cả những người mà ghét ghét người ấy, đúng hay sai không biết, là bởi vì tâm họ còn hạn hẹp lắm, tầm nhìn của họ còn hạn chế lắm. Cho nên những người mà yêu bạn ấy cũng là những người cực kỳ giỏi, họ thành công, họ trải qua, họ từng trải, họ trải qua đủ sóng gió của cuộc đời để họ đạt đến một cái năng lượng nào đấy. Cái người yêu bạn nữa cũng là năng lượng của chín xu đó, những gia đình ấm áp hạnh phúc. Đó có nghĩa là, và mỗi lần họ nghe, họ 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 ví dụ như họ sử dụng sản phẩm của bạn, hoặc là họ nghe bạn, họ thưởng thức bạn ấy, họ cảm thấy cuộc đời thêm bình yên. Và năng lượng của chiến kiếm là có cả những người mà đã từng khóc trong đêm đấy, đã từng giống như là cái câu hát, cái bài hát của Phạm Lịch ấy, cái gì nhỉ, đã từng khóc xuyên ca đêm ấy, tỉnh dậy gối đã ướt đẫm ấy. Cái năng lượng của chín kiếm là như thế, cả những người đã từng như thế, nhưng cuối cùng vì giống ảnh hưởng năng lượng của bạn mà họ làm lại cuộc đời, họ làm chủ cuộc đời của họ, được thể hiện qua lá bài The Magician đó. Vậy thì cái lý do người ta yêu bạn thì mình thấy nhiều lắm đúng không? Mỗi tất cả các nhóm người ở trong xã hội ấy, từ người đau khổ đến người giàu có, đến người biết yêu yêu thương bản thân mình, đến người thành công, đến người hạnh phúc, họ đều yêu bạn, chỉ cần họ là người tử tế. Nhớ cho mình cái điều này nhé. Rồi, trả bài tiếp theo đó là những người ghét bạn, dùng cái từ không ưa đi cho nó dễ nghe đúng không? Những người không ưa bạn thì lý do là vì sao? Trước hết á, những người không ưa bạn, mình nói thật đấy, trước đây thì mình cũng nhiều thói xấu lắm, nhưng mà bây giờ thì tự nhiên mình không thích chê người khác. Mình cảm giác là mỗi lần mà chê bai người khác ấy, hoặc là nói những câu thế này thế kia, mình cứ cảm giác là nó có cái gì đấy nó ngượng miệng. Nhưng mà rõ ràng mình phải nói ở đây là những người mà ghét bạn là những người mà rất là sân si. Đấy, các bạn thấy cái lá bài ba xu á,
vẽ hình ba người, mỗi người một công việc, một người cầm một cái xô, một người cầm một cái chổi, một người cầm một cái hót rác. Nhưng mà không ai chịu ai. Ví dụ như đơn giản thì các bạn, mình phân tích thế này nhé. Ví dụ cũng là công việc đấy thì cứ để cái người họ quét ấy, cái người cầm chổi làm trước đi. Xong rồi đến người cầm cái hót rác, xong rồi đến người cầm xô. Nhưng mà không có người nào chịu người nào, bởi vì người nào cũng muốn lập công, cũng muốn là mình phải làm nhiều nhất, công việc của mình phải được tôn vinh nhất vân vân, và cuối cùng dẫn đánh nhau. Đó, vậy thì ở đây rõ ràng đại biểu cho sự sân si. Mình phải phân tích kỹ như thế để các bạn hiểu sân si nghĩa là gì. Nghĩa là lúc nào cũng muốn là mình phải hơn, mình phải tốt, mình phải đẹp, mình phải chiến thắng, mình phải đứng trên người khác, người khác phải dưới chân mình, vân vân, thì họ rất là ghét. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, ở đây không thể phủ nhận những người ghét bạn có những cái năng lượng từ tiền kiếp, nghĩa là những ký ức không tốt về nhau đấy. Các bạn hiểu không? Khi các bạn tin vào điều này thì các bạn sẽ trả lời được một số cái vô lý. Đó là mình không làm gì người ta cả, mình không hề động chạm đến họ, thậm chí mình còn tốt với họ, nhưng họ vẫn cứ ghét mình, họ vẫn cứ ngấm ngầm họ hại mình. Thì nó giống như nó chính là như thế. Cho nên mình mới nói rằng là mỗi một ngày chúng ta đọc 4 câu sám hối ấy, ở khi xưa con tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả nay con xin sám hối ấy. Hoặc là 4 cái câu của Ho'oponopono ấy, thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi yêu bạn ấy, vân vân. Thì 4 câu đấy nếu chúng ta đọc thật sự, đọc nhập tâm, thì nó giống như cái chổi quét nghiệp ấy các bạn. Đó, bởi vì mỗi một lời chúng ta nói ra, chúng ta tự ý thức, tự sám hối, tự xin lỗi, ở đấy tự thương, thương mình, thương người, thì tự nó sẽ trở thành một cái năng lượng tốt đẹp. Nó có cái nghĩa vụ đó là giải trừ, nó có nhiệm vụ, nó có một cái bổn phận là giải trừ nghiệp của các bạn. Mình có một cái câu chuyện mình đọc từ lâu lắm rồi. Lâu lắm, mà lâu lắm cho nên mình nhớ sơ sơ, nhớ đại ý thôi. Nghĩa là có một ông sư trong một cái kiếp nào đấy, mà ông ấy là một đại tướng quân, và ông ấy chỉ huy để ông giết một cái gia đình theo lệnh của vua ở đó. Cho nên là sau đó thì ông ấy ân hận. Còn cái lý do vì sao thì lâu lắm mình không quên, mình không nhớ. Thì ông ân hận và kiếp sau ông ấy nguyện xuất gia đi tu. Nhưng bởi vì ông nhớ được tiền kiếp ấy, cho nên ông vẫn hiểu một, ông vẫn chờ chờ đợi, canh cánh chờ đợi cái người đấy quay lại trả thù mình. Bởi vì giống người ta hiểu luật nhân quả. Thì bởi vì thực chất các bạn phải hiểu là những người mà làm đại tướng quân ấy, bản chất bản thân năng lượng người ta cao lắm. Những người giỏi họ đứng, họ làm những việc kinh thiên động địa ấy. Dùng từ nó hơi quá nhưng mà thực sự những người đấy năng lượng cao, cho nên họ có khả năng nhớ. Đó. Vậy thì đến lúc đấy mà ông ấy già rồi. Ông chờ từ khi anh ta còn trẻ đi tu cho đến khi đã già. Thì mãi đến một buổi chiều thì có một tên cướp xuất hiện. Và nó cướp của, nó cướp chùa và sau đó nó giết ông ấy. Thì khi mà nó đưa thanh kiếm vào cổ ông ấy, thì ông ấy cứ im lặng, không nói gì. Thì nó mới ngạc nhiên, bởi vì kiếp này nó làm cướp ấy. Cho nên là nó, các bạn biết không, đến đây các bạn phải hiểu một điều rằng, ví dụ là cái người, cái gia đình mà bị giết ấy, mà ôm tâm oán hận, thì tự nhiên kiếp sau để trả thù được thì các bạn phải làm một cái việc gì đấy để đủ duyên có thể trả thù. Cho nên là vì cái ước nguyện trả thù mà kiếp này cái người mà bị giết ấy, bị giết cả gia đình ấy, tự nguyện làm cướp đó thì mới đủ duyên để đi giết người cướp của chứ. Thì khi mà kề cổ, nghĩa là chĩa thẳng cái thanh gươm vào cổ của nhà sư này, thì thấy ông ấy bình thản, không nói gì. Thế hắn mới thấy lạ, bởi vì hắn giết bao nhiêu người rồi, mà thực ra những người hắn giết cũng đều là ân oán kiếp trước cả. Thế là hắn mới ngạc nhiên, hắn hỏi rằng là tại sao ông không nói gì. Thì nhà sư đấy mới kể lại cho tên này nghe rằng là kiếp trước tôi đã từng là một đại tướng quân theo lệnh của vua mà giết cả nhà ông, cho nên kiếp này tôi ngồi đây tôi chờ ông đến, tại sao bây giờ ông mới đến. Các bạn biết là sau khi tên cướp này nghe như thế thì nó im lặng một lúc, và cuối cùng nó thả, ông ta thả kiếm xuống và ông ta quỳ xuống, ông ta nguyện làm đệ tử. Có nghĩa là trong một phút giây đấy thì ông ta ngộ ra rằng tất cả nó đều là oan oan tương báo. Nếu kiếp này mà mình giết nhà sư thì kiếp sau lại bị nhà sư giết lại, vân vân. Nghĩa là người ta ngộ ra điều đó và ông ấy giác ngộ luôn. Đấy. Vậy thì các bạn có biết lý do vì sao mà cái quả nó lại đến chậm không? Là bởi vì nhà sư này đi tu và ông ta tạo rất nhiều nghiệp tốt, cái nền quả đến chậm. Thứ hai là ông ta đủ sức để giáo hóa cái tên cướp đó,
giống như là sư Minh Niệm bị người ta đánh cho sưng mồm đúng không? Thế là dân mới cúng dường thuốc ấy, thì sư mới nói rằng là không, người ta đánh con tất là có nhân quả, tại sao người ta không đánh mình, người ta không đánh người khác mà người ta lại đánh mình, tất là có nhân quả. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu mà họ đánh con mà họ vui thì con bằng lòng. Đó, các bạn biết không đấy, một đó là thuận theo nhân quả, và hai đó là dùng tâm từ bi để giác ngộ. Vậy thì cái vị sư đó đã làm được cái việc đấy. Vậy thì các bạn phải hiểu một điều rằng khi Huyền Thư kể cái điều này thì Huyền Thư mong rằng nếu như một ai đó ghét các bạn ấy và các bạn cảm thấy ức chế thì hãy nghe cái điều mà Huyền Thư vừa kể và các bạn có thể hóa giải được họ, đúng không? Nhưng các bạn phải nhớ rằng khi nào tâm ta đủ lớn, nó phải rộng mênh mông như mặt hồ, như mặt biển, thì cho dù một nắm bùn ném xuống ấy, nó vẫn không vẩn đục, thì các bạn mới có thể tha thứ được. Còn khi tâm chúng ta đang còn đầy oán thù, đầy sân hận thì làm sao mà tha thứ được, đúng không? Đấy, cho nên là trước khi tha thứ cho người khác thì tâm mình phải an đã, phải đầy tình yêu thương đã, đúng không? Vậy thì ở đây có những người ghét mạng, nó thuộc về cái tiền kiếp đấy nhá. Đó là thứ nhất. Thứ hai, những người ghét bạn là những người thất bại. Các bạn có thấy năng lượng của 6 xu, 3 xu giờ thao ấy? Có nghĩa là một cái người mà họ cứ đi trên con đường ấy, họ mặc, họ đội một cái mũ che kín đầu, bị ụp kín mắt ấy, mặc một cái áo tơi và họ đi nó vướng víu. Vậy thì có nghĩa là giống như họ không biết cách để mà xử lý cuộc đời của mình ấy. Nhìn cái lá bài 6 xu mình liên tưởng, thực ra không phải liên tưởng mà mình lấy ví dụ ấy để các bạn dễ hiểu thôi. Giống như cái vụ đẽo cày giữa đường ấy, đúng không? Đấy. Vậy thì đôi khi các bạn sẽ thấy là cái sự giàu hay nghèo của mình ấy, đôi khi nó còn do cái trí tuệ của mình nữa. Vậy thì cái 6 xu ở đây nó liên quan đến những người mà giống như họ không có tầm nhìn, họ không có chiến lược, họ luôn đi sai đường. Và vì thế năng lượng của ba gậy ấy vẽ hình một cái người đàn ông mà ông ta đang khom cái vòng lại cho nó tròn mà mãi không được, giờ thao cuối cùng đổ vỡ thất bại. Thì những người ghét bạn là những người thất bại đó, nghĩa là họ làm cái gì đấy họ không được và họ thấy bạn thành công thì họ quay sang họ oán ghét. Đó là thứ hai. Thực ra nếu bạn đủ tâm từ bi ấy thì đừng ghét họ mà nguyện cho họ kia, nghĩa là họ học được những cái bài học hoặc là họ gặp được được thầy, được gọi là giống như họ sáng tỏ ấy đấy, họ tinh tấn hơn để họ học được cái bài học của mình để họ thay đổi đi nhá. Đó, thứ ba nữa là những người có cái tâm đố kỵ, cái tâm oán hận, giống như cái lá bài tám cốc ấy, vẽ hình một cái con lợn nào, con lợn rừng nó đi rồi mà nó cứ quay lại nó nhìn vết chân của nó, nghĩa là có những người mà lúc nào cũng cứ nhìn sang người khác. Mình liên tưởng đến nhà mình ngày xưa nuôi chó, có hai con chó. Thế là một hôm nó bị ốm, thế là phần cơm của nó không ăn, nhưng mà nó nhất định nó không cho con chó khác ăn, nó lại nó gầm ghè nó giữ, đến chiều nó cũng không ăn, nó không muốn ăn, nó không cho người khác ăn, không cho con chó khác ăn. Thì ở đây nó chỉ là một ví dụ mà nó không tương thích lắm, nhưng các bạn sẽ hiểu là có một số người cái tính cách rất là buồn cười, lúc nào cũng quay sang nhìn vào cái thành công của họ. Ví dụ nhìn thấy họ nghèo hơn mình thì hả hê sung sướng, nhìn thấy họ tốt hơn mình thì tức tối, và lúc nào cũng nghĩ cách để hãm hại họ. Năng lượng của khinh hầm xua là tính toán ấy, làm sao để mà hạ bệ họ xuống. Cho nên các bạn biết không, nói ra thì bảo sân si, ví dụ bạn làm một cái việc gì đó ở trên mạng hoặc là bạn nổi tiếng ấy, mà những người mà tấn công bạn, ví dụ như là họ comment này, hoặc họ viết những cái bài họ hạ bệ bạn ấy, thì chuyện khác mình không biết, nhưng mà tại trải bài này chỉ cho các bạn thấy rằng những cái đối tượng mà ghét bạn ấy, tìm cách tấn công bạn không phải là một người không có trình độ đâu. Không nghĩa là giống như là họ là người nghe xong rồi họ thích nói gì thì họ nói đâu, mà là có một chiến lược rõ ràng đấy. Có một chiến lược rõ ràng của những người mà có năng lượng của 8 cốc ấy, đấy, thậm chí có năng lượng của 3 cốc, của 6 xu, họ chỉ huy hoặc là họ nặc danh, họ làm thế nào để họ cản trở thành công của bạn. Có nghĩa là họ càng thấy bạn thành công thì họ càng tìm cách họ cản. Nhưng mà chỉ cần tâm của bạn mở rộng, bạn có thể yêu thương, có thể cảm hóa được họ. Bạn không cần phải gặp họ và nói rằng là tôi cảm thông với anh, tôi cảm hóa anh đâu, mà bạn nguyện thầm chúc thầm họ, chúc cho họ tốt lên mỗi ngày, thì tự nhiên họ cũng sẽ giảm cái sân si đó đi nhá. Thì đó là toàn bộ trải bài ngày hôm nay. Mình rất là muốn nghe chia sẻ của các bạn để biết được là cái trải bài này có hữu ích với các bạn không, các bạn nghĩ gì, cuộc đời các bạn như thế nào, hoặc là các bạn đề nghị trải bài gì thì các bạn comment ở phía dưới cho Huyền Thư biết nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng số Hello mình đặt ở phần comment, các bạn có thể xem qua cách làm việc của mình
để biết là các bạn có hợp với cách làm việc của mình hay không. Rồi có nhu cầu hãy đăng ký trả bài nhé. Các bạn giúp Huyền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và một comment để giúp kênh mình phát triển nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.